hai cho anh em à, trong cái video này tôi sẽ chia sẻ đến các anh em một vài cái tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho hệ thống à, đang được các nước à, mỹ và châu âu follow à, và nếu như mà à, các anh chị nào đang làm việc với những cái đơn vị về bảo hiểm à, bảo hiểm cho hệ thống thì họ cũng sẽ bắt buộc hệ thống của anh chị à, khi lắp đặt cũng phải tuân thủ theo À, những cái tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ như là EAC chẳng hạn à, thì EAC nó là gì và nó có những yêu cầu như thế nào à, thì trong hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những vấn đề vấn đề đó ha thì các tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện nay đang có là uh, NEC đang có là UL và EAC và các cái tiêu chuẩn mà chúng ta thường gặp nhất khi nói về cái uh, phòng chống cháy nổ thì đó là NEC bởi vì tiêu chuẩn này rất à, miêu tả rất là rõ ha, những cái yêu cầu và họ có những con số rất là cụ thể khi mà à, hệ thống của chúng ta à, gặp cái sự cố thì họ có những con số à, cụ thể để đảm bảo an toàn cho cho hệ thống. Thì NEC tôi sẽ nói à, sâu hơn về NEC ha trong cái video này. Thì NEC nó sẽ có 3 bản, NEC 24, 27 và 20. Thì à, hai nó sẽ khác với 27 ở cái uh, khu vực lại phía trên dạng pin dạng pin à, thì cái NDC này họ đặt ra cái tiêu chuẩn để làm gì à thì theo ec khi mà hệ thống của anh em có nguy cơ mà bị rò bị phóng điện hồ quang á thì bắt buộc cái hệ thống của anh em phải được cô lập để hạn chế không được uh, uh, làm gây ra cái nguyên nhân là chạm chập cháy nổ cho hệ thống của anh em Thì cụ thể đó là gì Khi mà có cái, cái, cái nguy cơ bị uh, Phóng điện á Thì bắt buộc cái hệ thống của anh em phải được cô lập Và cái phía ngõ vào Và ngõ ra của computer Phải được uh, đưa xuống ngưỡng điện áp an toàn Là dưới 30V à, Đối với bảng 24 uh, Đây là cái yêu cầu Cho cả bảng 24 27 và 20 luôn ha Còn bảng 24 á Thì họ không yêu cầu cái phía À, trên máy nó như thế nào à, cho nên nó sẽ còn tồn tại cái bất cập đó là nhất là cái phần mà dây dây dẫn dây line đó, đi từ cái ngõ ra của cái tấm pin đi về phía inverter đó, à, nó vẫn còn tồn tại cái điện áp mà điện áp cao ha thì anh em cũng đã hiểu rồi đó khi mà cái điện áp cao nó tồn tồn tại mà nó bị xảy ra cái cái hiện tượng ngắn mạch đó, thì nó sẽ còn uh, gây ra cháy nổ mặc dù inverter mình đã cô lập rồi nha à, còn bản NEC 217 á thì họ sẽ yêu cầu là cái dạng pin của mình á phải đưa cái điện áp xuống về dưới 80V ha à. và đây là cái khác biệt của A17 và 24 24 thì họ không quan tâm trên máy còn 27 thì họ quan tâm nhiều về máy và cả phía ngõ vào ngõ ra của inverter luôn và anh em lưu ý là cái À, những cái điện áp này phải được đưa xuống dưới ngưỡng an toàn trong vòng 30 giây nha à, dưới 30 giây. À. Về bản 20 thì họ còn nói thêm là cái uh, thiết bị lắp đặt á, phải đáp ứng theo cái tiêu chuẩn uh, UL 3741, à, nó gọi là PV uh, Hazard Control. À. Thì uh, cái UL 3741 này là một cái certificate ha. Của, của phòng lát của UL à, chứng nhận uh, cho những cái thiết bị mà anh em lắp đặt trên máy mà không phải tắp pin đó, thì sẽ đảm bảo là cái thiết bị đó không phải là cái phần tử có thể gây ra cháy nổ à, không không phải là một phần tử bắt lửa đó ha và cái rapid shutdown này anh em cũng đã biết rồi ha đây là cái chức năng là để uh, đưa cái điện áp về ngưỡng an toàn trong vòng 30 giây à, nó gọi là rapid shutdown đó và trong một cái tài liệu của uh, FM Global thì họ nói rằng á, họ khuyến cáo rằng á khi mà lắp đặt thì họ khuyến cáo rằng là nên uh, lắp đặt cái thiết bị để kiểm soát đến level là là module ha, đến level là module như là optimizer uh, như hoặc là micro uh, để có nhiệm vụ là cái gì ạ? Uh, cô lập cái cái lỗi ra và quản uh, quản lý đến level là tầng tấm pin. Song song với đó là à, sẽ báo cáo và điều khiển à, từ xa. Đó. Và khi xảy ra sự cố thì sẽ enable cái chức năng là rapid shutdown. Đó. Follow theo cái chuẩn là NEC 27 ha Và cái cái vấn đề mà các anh em, à, cái cái vấn đề mà còn tồn động nhất ở cái giải pháp của những cái hãng của tôi hiện nay á đang làm là nó còn theo tôi thấy nha, là nó còn tồn động cái là khi mà anh em có cái sự cố mà uh, phóng điện hồ quang uh, trong cái dây dẫn đi xe á, thì có thể là inverter uh, nhận biết được cái vấn đề này nhưng mà gì ạ nhưng mà inverter là cô lập, cô lập là chỉ là cô lập cho bản thân inverter và nhiều nhất là cho ngõ ra inverter thôi còn cái phía ngõ vào này nè inverter không thể take care được inverter không thể là can thiệp và đưa cái điện áp Từ cái phía ngõ ra của chuỗi pin Đến phía ngõ vào Về dưới cái ngưỡng điện áp an toàn được Hoàn toàn không Đã. Cho nên đây là cái vấn đề Đang gây ra cái sự đau đầu cho chủ đầu tư Và đây là cũng là nguyên nhân chính luôn Gây ra cái hiện tượng là à, Cháy nổ Cho các dự án điện mặt trời Từ cái thời điểm à, Tháng 12-2020 cho đến hiện nay Đã. Thì theo tôi thấy là như vậy và ok, đó là cái nội dung tôi muốn trình bày trong cái video ngày hôm nay. Và ở cái video sau tôi sẽ nói uh, nhiều về cái giải pháp của Solar. Thì nếu như mà anh em uh, quan tâm thì anh em có thể là uh, comment phía dưới video và comment trong group nhé. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Chào anh em.